Chào mừng tất cả các chú anh chị cùng quay trở lại với Sao Online và nhóm Anh Chị Đức Quy Tăng tôi đây. Và hôm nay chúng ta sẽ đến tiếp với một phần thi rất đặc biệt, cũng là phần thi tốt nghiệp của các anh chị lớp cầm tay chỉ việc cơ bản 2 tháng 10 năm 2022 tại Hà Nội. Và phần thi này rất đặc biệt, đó là các anh chị sẽ cùng nhau trả lời kiến thức. Ở đây chúng ta sẽ có 4 đội, và bên tay phải của Sao đây là đội 1, và bên này là đội số 2, và bên kia là đội số 3, và bên này là đội số 4. Và mỗi đội sẽ có một chiếc chuông, và bất kỳ đội nào rung chuông trước khi câu hỏi vang lên có 10 giây suy nghĩ. Sau 10 giây suy nghĩ, bất kể đội nào rung chuông sẽ có quyền trả lời câu hỏi đó, và đội nào trả lời được nhiều nhất thì sẽ là đội giành thắng lợi và nhận phần quà đặc biệt từ ban tổ chức. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu phần thi kiểm tra kiến thức về dinh dưỡng, thực phẩm và thức ăn. Bắt đầu! Câu hỏi đầu tiên. Xin mời đội 1. Đội 1 trả lời đáp án A là protein đấy. Đáp án A cho câu hỏi 1. Các đội tự ghi điểm nhé. Tự ghi điểm của mình nhé. Đáp án A chính xác chưa? Chính xác. Ok, một tráng này lớn cho đội 1. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Không cần đến 10 giây. Tập trung vào nhé. Người ta lấy mất câu hỏi thì nó phí lắm. Đội 1 đã thi 2 lần thắng rồi, bây giờ đội khác không thắng thì cũng hơi phí đấy nhỉ. Câu hỏi số 2. Ok, mời đội số 2. Bỏ bữa sáng thì không giúp chúng ta giảm cân tốt hơn. Đó là đáp án B, là sai. Bởi vì nếu như chúng ta bỏ bữa sáng nhưng bữa trưa và bữa tối chúng ta vẫn ăn nhiều thì việc giảm cân nó lại thậm chí còn phản tác dụng và lại tăng cân hơn. Chính xác chưa? Chính xác. Ok, một tháng này lớn. Ok, các đội khác có phải là xa quá không? Không. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 3. Xin mời. Sai ạ. Là câu B ạ. Cân nặng của chúng ta được quyết định bởi 70% di truyền và 30% lối sống. Câu trả lời đúng hay sai? Sai. Sai. Một cháu này lớn. Ba đội là mỗi đội có 10 điểm rồi đúng không? Ok. Câu hỏi có vẻ dễ quá nhỉ? Có vẻ dễ nhỉ? Câu hỏi số 4. Tập thể dục thể thao giúp chuyển mỡ đầy cơ. Xin mời đội số 1. Đáp án của câu của đáp án của đội số 1 đó là xin mời đội số 2. Đáp án của đội số 2 là sai. Tại vì tập thể dục thể thao giúp chúng ta có thể khỏe mạnh hơn nhưng không thể nào chuyển mỡ thành cơ được. Một tràng tay lớn, chúc mừng. Chúng ta lưu ý, ngay khi chúng ta rung chuông chúng ta phải đưa câu trả lời. Chúng ta ngồi suy nghĩ thì nó không đúng. Anh em như thế là được cướp quyền đấy. Đúng không ạ? Đó. Chúng ta đến câu số 5. Chúng ta có 20 câu nhé. Câu số 5. Bắt đầu. Xin mời đội số 2. Gầy cơ xương hay da bọc xương không có nghĩa là chúng ta không có mỡ. Tại vì cho dù có là đúng hay sai ạ? Là sai.
Tại sao ạ? Tại vì ở cho dù gầy như thế nào nữa thì vẫn có mỡ, ít nhất là mỡ dư gan. Có đội nào có đáp án thuyết phục hơn không? 11. Đáp án của đội 1 là đúng. Chưa chính xác. Cần một câu trả lời thuyết phục hơn nào. Không có đáp án chính xác hơn nữa. Một tràng này nữa, chúc mừng 12. Đội 2 có bao nhiêu điểm rồi? 30 điểm. Đội 2 có, đội 1 có bao nhiêu điểm? Đội 1 có bao nhiêu điểm? 1 này. Đội 1 đã nhận trả lời đúng rồi. 1 ạ, 1 ạ. Đội 3. Đội 4. Đội 4 chưa có điểm. Mới là câu số 5 thôi. Câu số 6. Tập trung. Toàn liên quan đến chuyên môn mà có cái gì khác đâu. Có gì khác không? Ok, câu số 6. Đội nào? Đội 1, xin mời. Đội 3 vừa nãy là lúc sau, xin mời đội 3. Tại sao? Câu trả lời chưa thuyết phục, xin mời đội 2. Trong cái câu hỏi này thì câu trả lời của đội 2 là sai. Tại vì giải pháp tối ưu để giảm cân đó là giảm calo đầu vào. Và trong cái nhóm dinh dưỡng của chúng ta, trong hướng dẫn để thực hiện cân lành mạnh thì giảm calo nhưng không được để hội viên bị đói. Và cho nên đói không thể là giải pháp lành mạnh mà là cái tối ưu để giảm cân được. Tại sao đói không phải là giải pháp tối ưu? Tại vì cơ thể chúng ta vẫn cần năng lượng để đốt mỡ. Còn ý nữa được không? Xin mời. Còn gì nữa không? Bởi vì đói không phải là giải pháp tối ưu. Giải pháp tối ưu chính là cắt giảm calo. Đói sẽ làm mất khối cơ bắp. Mất khối cơ bắp làm giảm khả năng miễn dịch. Giảm khả năng miễn dịch thì có làm cơ thể khỏe mạnh không? Không. Rồi, 4 đội, mỗi đội 10 điểm. Đội nào cũng có ý đúng. Được chưa? Một tràng tay cho cả 4 đội. Ghi điểm lên vào. Câu số 7. Tại sao? Tại vì huấn luyện viên sức khỏe phải là người khỏe mạnh thì mới giúp đỡ người khỏe mạnh cho mình được. Một tràng pháo tay lớn chúc mừng các bạn. Khó à? Khó thế à? Không khó. Khó thì đọc xong rồi.
Đọc xong rung chuông nhé. Đọc xong rung chuông nhé. Khi nào xong câu đúng hay là sai thì có quyền rung chuông. Được chưa? Rung trước là không tính, mất quyền trả lời luôn. Câu hỏi tiếp theo. Protein giúp thỏa mãn cơn đói, tạo bó cơ và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Đúng hay là sai? Mời đội 2, hai đội này. Đúng chưa? Đúng ạ. Đúng. 10 điểm tiếp theo. Làm quy định rồi. Thoải mái lên. Nhanh tay quá cũng chết đúng không? Chậm thì không đi lại chắc. Câu số 10. Ăn sáng lành mạnh giúp kiểm soát cơn đói, cải thiện tập trung, kiểm soát cân nặng. Đúng hay sai? Ba. Câu trả lời là đúng ạ. Câu trả lời là đúng. 10 điểm tiếp theo dành cho chúng ta. Ông nào đội 4, ông nào đội 4 cũng chưa đấy. Câu này mà chỉ cần nhanh quá là trượt này. Câu 11. Nói trước, câu 11 là câu khó. Câu này cần phải có thời gian suy nghĩ. Câu số 11. Nam 30 tuổi và có nhu cầu năng lượng hàng ngày. Năng lượng nghỉ ngơi là 1200, năng lượng hoạt động là 360. Tổng năng lượng là 1560. Nếu hàng ngày nam ăn uống đưa vào cơ thể 1700 calo, nam sẽ tăng cân hay giữ cân hay giảm cân? Xin mời đội 2. Sai. Xin mời số 1. Tăng cân ạ. Nam sẽ bị tăng cân. Tăng cân bởi vì người ta có tổng năng lượng là 1560 calo. Người ta lại ăn vào cơ thể là 1700 là nhiều hơn ít hơn? Nhiều hơn. Nhiều hơn, tăng lên là hả? 100 có phải lớn, 10 điểm, câu đội 1.